đấy giữ từ giữ mặt lên là đi cơ móc vào lưỡi câu rũ vào trong cái ống cẩn thận nha cắt mẹ mày đứt lưỡi lúc đấy toàn lúc đấy toàn giật hai phát một mà toát con to anh rô này rô ta chứ có phải rô phi đâu rô ta phi còn rô ta lai phi rô phi rô này rán giòn lên ăn ngon nhiều con gì sao nào ôi con cá gỡ mãi đeo ra bệnh người nó cặp mày cặp con cá thì lấy rồi mày gỡ ra mẹ rồi không ngoái hết lưỡi giờ đi vẽ cái lưỡi lúc lấy ngon vậy luôn bữa thả được câu được khoảng tầm chục con thì mắc mà con cá nó vẫn dính ở cái lưỡi nha anh để thế nó vẫn lôi phao đi nhưng mà giật nó đéo lên được đi con cá nó mắc vào cái lưỡi xong nó mắc mẹ vào đá chết cụ anh tưởng cứ chơi em đi. Rồi bây giờ phòng 3 lại, 3 phòng. Xong bọn này. Đấy để nó thả cho. Rồi anh biết thả mà. Thế là gọi là đi câu. Tối người làm hộ thì gọi gì là đi câu. Để cả người né này giật này luôn. Mà chỉ được từ cá của anh thôi. Tụt mấy con. Ông này cước thế thật sướng lắm. Đấy, đóng luôn. Đóng luôn, chết. Đấy, địt mẹ, hai con to. Đấy, con to chưa? Hai con. Hai con rơi một con kìa. Mình có lạc hiểu vậy. Mình có lạc hiểu. Chết. Con này to nhất đấy. Nhất cặc kia trong kia bao nhiêu con to có mơ đàn lúc nãy thằng kia ngồi câu mãi được con đéo luôn rồi à, đấy là hào sắt cá nè ngồi phát cầm cần trinh thả phát cầm cần phát được ngay thôi cứ để thằng trinh nó thả cho không có thì vẹ mất công mất cái lưỡi này thì nó là đi về luôn hết vẹ lưỡi anh biết bỏ đúng rồi thả luôn xuống đeo thả xa ra tí được không cá to nhỉ cá to thả cần xa bỏ cần xuống đấy cứ tầm đấy thả xuống là được đấy chuẩn đấy thì đấy được rồi hết mẹ mồi rồi còn đâu tí nào đấy tao thấy cái lưỡi nó xoắn 6 cái vào với nhau ra đít mẹ nó còn mồi đâu để cho em để cho không cần mồi được mồi nó lâu ăn chúng mày cứ ngồi xuống cứ thả đầu cần đấy đúng thả là xuống hết mồi rồi lên về mồi về đi để thế nó lâu lâu đấy giật đóng chết rồi đây nháy nháy rồi đây đây mồi câu đến buổi thứ ba rồi quá còn một tí anh sợ hết anh bảo Trinh cầm gói mồi xuống lưỡi mỗi cái một chỗ rồi còn
để cong thôi không có sửa đâu. Đấy, chép vào ấy. Xa rồi, chỗ đấy nó bị thụt rồi. Thả đầu cân thôi. Đấy. Dính mẹ rồi còn đâu. À, nó bơi vào nó ăn. Bó tay đi. Này, mồi với nhầm miếc. Được rồi, cào cái lồi nhỉ. Ăn cái mồi. Nó cái này nó công nhận nó nhạy thật. Cá này cứ giả giò lên và ăn cả xương. Ruột nó độc. Không, phải bỏ ruột đi chứ. Ai bỏ nhỉ? Chỗ đấy thôi, thấy được rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Ừ, sớm quá. Xong câu mời ông ấy. Bật chấm đen về ăn không ngon. Chấm đen ăn dai của mẹ nhai gãy cái răng. Ông tướng này làm gì đấy? Đóng luôn chết. Khẩn trương. Hai con nó tội đéo được con nào to. Nào phiên cá này khác thì cá hô thả nhỉ. Nào phiên chợ mua mấy cái lục 35.000. 35-40.000 câu cho nó đỡ tiếc. Em bỏ anh một lục bẻ. Cho anh hỏi câu thế này. Đây. Hỏi đâu đi hỏi ơi. Không. Hỏi câu gà to chứ mà câu gì cả bé. Từ tốn đấy. Thế cũng được, rút ngay. Đấy, nóng chết con mày. Con to. Con này to. Đấy, được con này còn tạm tạm tí. Không làm cách đâu. Đấy còn con tí mồi câu cho hôm nay cho nó hết đi để ngày mai trộn. À nhà đéo có cái lục nào đẻo thôi đi nó bậy. Được, lưỡi ngả lưỡi nghiêng đóng tất. Chả việc đéo. Có cái nào nó cũi cắm đầu xuống thì bẻ lên. Cho nước vào đây à? Mẹ, nó không dính con ngực thì dính con xuôi mà. Cho nước vào nó nhảy em ạ. Cho nước nó nhảy thôi. Bắn lắm. Bắn nó thì phải nhảy bắn đầy mặt mũi. Cho sống. Cố si có nó. Đóng. Mày đóng mồi đi chết mày. Đóng nó phải được cá. Rồi đẹp rồi. Đóng. Chết mày mày to sao ấy. Đấy con được con tạm tạm. 2-1. Nó anh Minh Trinh không muốn lưỡi thì giật nữa thì phải đái nhỉ. Còn cần nữa anh. Còn cần nữa nhưng mà lưỡi đứt rồi. Lưỡi đứt rồi. Này nào về mẹ cái mồi này câu lưỡi đơn được mà. Nghe câu lưỡi đơn không nhạy. Câu lưỡi đơn, câu lưỡi đôi này nhạy, câu mồi này nhạy mà đóng được. Mỗi tội cái kia gỡ của chuối hơn, mất công gỡ lâu hơn. Đây ông cầm kìm ông rúi mà nó lưỡi nó nhăn nhúng hết ra nhau. Mày kiếm được cái lò xo ngon không, Trinh?
không bị tụt ra như hôm nọ. Vào thấy thằng cu cháu nó ở trên bàn, tháo mẹ cái bút bi của nó ra, nhìn thấy ai đốt cắt luôn. Sâu ra hết cá rồi. Thôi được rồi, cứ để này cho nó thụt mất phao đi thì giật. Đấy, đóng. Nhiều lâu nó rơi. Rơi mẻ. Điện nhiều. Kệ này đây, cá nó lôi xuống giờ mà. Hả? Đấy, thấy không? Ờ, xuống đây có phải xuống đạp không? Chết. Ừ. Anh câu đi. Đừng câu. Tạo dịch vụ. Câu đi. Câu tiếp đây. Mày đi đâu? Giờ này gạch ngói đéo gì? Một khi. Nói câu đi, hỏi. Thầy có này ơi. Anh nhắn tin cái à? À, sao bây giờ em đang là... mày câu lốt phát đi, xong mày đi đâu? Bởi vì khi mình vẫn làm vẫn lỗ lại mà. Nhau Hào hôm nay lịch sự với lộn, cảm ơn bạn chứ. Không, người ta nói lịch sự. Không phải, nói chuyện với gái thôi. Không, có trai mà. Thả phát này nháy nháy luôn. Chết. Anh câu đi. Gỡ lốt con đấy đi để anh câu. Mày chỉ có duyên câu cá bé thôi, nó được mỗi một con to. Đây anh giật toàn đôi con một, toàn con to này. Để xem.